Farithong Active, sức mạnh giành chiến thắng. Dạ, về sở trường thì con có khả năng nói tiếng Anh khá là lưu loát. Con khá biết quan tâm tới người khác, chẳng hạn như là con thường hay nhớ những ngày sinh nhật của những người thân trong gia đình để chúc mừng. Còn về sở đoản thì con thấy cá nhân con khá là vụng về và không có khéo tay trong việc nấu ăn. Còn bạn Nam, điểm mạnh của em thì nói chung là rất là dễ chịu, rất là quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu của em á, thì em hay giở dây thun anh à. Với lại nữa là thi thoảng có là nóng tính, nhưng mà nóng tính thì thôi cũng bỏ qua. Với lại em cũng không thích người phụ nữ quá là càm ràm. Một lần thì em biết rồi, nhưng mà đừng nói với em về cái vấn đề đó 2 đến 3 lần là em không thích. Không được em ơi, đó là bản tính rồi. Dạ. Phải chịu thôi. Dạ. Không bản sao tính đâu gì? Rồi em sẽ nhưng nói mà... tới lần thứ 5, thứ 6, 7 luôn sao đâu. Hey. Từ từ mình quen à. Bản tính gì? Làm như đàn ông mấy người không càm ràm vậy đó mà. Dạ. Để cô bảo vệ con. Dạ. Con có bị càm ràm không? Dạ không à. Không hả? Dạ. Con càm ràm cũng được, không có sao. Chào con, 94 phải không? Dạ đúng rồi ạ. Lỡ rồi, xưng con luôn đi. Tại vì nhỏ chào... gái lớn là đúng 94 luôn. Dạ con rồi, chào cô. Ừ, rồi bé 23 tuổi ở đây nó gọi là cô rồi. Dạ. Để hai đứa khỏi bị ngượng á, hiểu không? Hai đứa cùng gọi là cô luôn á, hiểu không? Dạ vâng ạ. Đó. Coi như là bên đây cũng môn đăng hộ đối, đàn trai người ta cũng đẹp trai à. Bên đây người ta cũng du học sinh Canada. Cũng học bác sĩ ra. Đẹp gái, bên cao, cũng, dáng như người mẫu. Du học với bộ. Du học sinh Việt Nam, học tại Việt Nam. Đại học y dược. Dạ, chào chú. Rồi, chào con. Con cao mét bao nhiêu con nói cho dạ, chú hết con hồn. Cao khoảng 1m7. Mét 7 đó. Mét 7 ha. Đó. Bên đây chắc cũng hơn thôi. Con mét nhiêu cưng? Con hơn bạn chắc cũng phải vài xăng. Dạ. Đó, vậy là con ok hơn là rồi. Rồi. Ừ. Nói chung là trai tài gái sắc đó. Ừ. Vấn đề là bây giờ họ có hiểu nhau hay không thôi. Vấn đề là tôi với ông sao nữa nè. Tôi với ông để tôi hỏi cho đàn gái xíu coi. Ông làm gì nắm tay tôi. Ông nói chuyện lịch sự được không? Hỏi vậy tại sao không lèm bèm được đúng không mọi người? Lắm luôn thì đó, đó tại vì chưa đúng là phải càm ràm. Chưa thấy bà mối nào có càm ràm từ sáng chừng đến nào chiều tối. Mà người ta nói một lần mà cái người đó sửa liền thì không bao giờ ai điên mà đi nói lại đúng không? Cho nên là không phải tự dưng người ta càm ràm. Rồi bây giờ con sẽ giới thiệu những cái gì chú mà con mong muốn cho ông mối xem như thế nào. Không quá mặn với lại không có râu, dễ nhìn sáng láng là được. Sao bên đây đẹp trai sáng sủa tối sủa luôn. Cô có thể nói là bên đây đẹp trai nè, cao 1m7 hơn con. Dạ. Rồi con không thích điều gì vậy đàn ông? Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng. Xin thưa em không bao giờ hút thuốc, em không thích hút thuốc. Và em cũng không thích rượu bia. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Em không biết là giờ gói thuốc nó bao nhiêu tiền luôn. Dạ, tính em rất là thoải mái, không có kiểu như gia trưởng em phải thế này, em phải thế kia. Cái này là mình có sự tôn trọng lẫn nhau. Đúng rồi. Có sự đồng cảm lẫn nhau. Bây giờ em mong muốn gì ở bạn gái của mình? Mẫu người bạn gái mà giống như là nữ danh ca Diva Mariah Carey đó. Không phải em đòi hỏi cao siêu gì đâu. Ý em nói là một người phụ nữ trẻ tuổi nè, có giọng hát rất là hay mà tự lập đó, để trở thành một ngôi sao như vậy. Đó là hình mẫu rất là ấn tượng và em rất là thích. Tức là không phải về ngoại hình mà về ý chí. Đúng dạ không? Đúng rồi. Bây giờ mình đi chút xíu về tình duyên đi. Bạn gái bên kia có mấy mối tình rồi? Cháu nó đi du học là mấy năm rồi, mà năm nay cháu nó mới 23 tuổi thôi. Thì đi qua bển là học thôi chứ không có yêu đương vớ vẩn. Lý do sao 23 tuổi xinh đẹp và chưa có tình yêu hả con? Ta đi qua bển ta học chứ ta qua bển để yêu hả? Xin phép cô là bên đó các bạn nam bên Canada cũng gọi là cũng giỏi giang, cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Em gái xinh đẹp ơi, thì tại sao em lại chọn một chàng trai Việt mà em không chọn một người chàng trai Tây? Em thấy là hai cái tâm hồn nó không có hòa hợp nữa anh. Thì nếu như mà được chọn thì em vẫn thích chọn Việt Kiều hoặc là thuần Việt hơn. Tại vì em muốn là nó phải đồng điệu cả về tâm hồn và trong tình yêu nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là con qua bển là con chưa tìm hiểu một người nào hết đúng không? Con nói là con chưa yêu ai, nhưng mà con cũng đã để ý người khác giới. Thì con để ý người khác giới là lúc đó con khoảng 15 tuổi. Tại vì lúc đó là con học không có tốt, cho nên là ba mẹ con cũng không có đồng tình cái ý kiến mà con quen bạn trai ngay lúc đó. Và sau đó thì rất là nhiều biến cố xảy ra và con cảm thấy là con có lỗi với ba mẹ và con muốn chuộc lỗi, cho nên là con không có yêu ai và con tập trung học. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Dạ, trước thì em có 2 mối tình, mà một mối tình em thương bạn đó từ nhỏ rồi, từ năm lớp 5 đến giờ. Trời ơi. Nhưng mà sau khi mà người ta đi lấy chồng xong rồi em cũng thôi luôn, em biết là mình không có duyên với người ta. Rồi mối tình thứ hai. Cái mối tình thứ hai thì nó chia tay cũng một cái lý do mà không ai nghĩ đến.
đi chơi mà cứ bấm điện thoại, lướt Facebook rồi nghe nhạc này nọ kia, giống như là chơi với lại điện thoại chứ không phải là chơi với mình. Dạ. Đó. Rồi, ok. Vậy là các bạn đã hiểu ý nhau một chút xíu rồi ha. Bây giờ mình hỏi ý người thân cái nữa. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với ba mẹ của con, ngồi hàng ghế bên dưới chú. Rồi, chào nhà gái. Dạ, xin chào chương trình Bạn Muốn Ăn Hò. Xin chào hai MC rất dễ thương. Và xin chào bạn trai. Dạ, chào cô chú ạ. Tôi là tên Trần Tùng, đây là bà xã tôi. Thì bởi vì tôi cũng là hai vợ chồng tôi nên duyên là do Bạn Muốn Ăn Hò. Nên, quên, không phải Bạn Muốn Ăn Hò mà là do Mai Mối. Mai Mối. Nên tôi rất rất thích chương trình nhân văn này. Tôi coi phải là bây giờ là 700 mấy rồi đó, nhưng mà tôi coi cũng phải cả ngàn rồi. Bởi vì coi đi coi lại rất là nhiều lần. Là rất là thích. Bé về một năm này thì tôi động viên khuyên nhủ nó nguyên gần một năm, nó mới vừa hồi tháng 1 này nó mới đồng ý là làm đi nộp đơn. Thì tôi thấy rằng là hiện nay một số bạn trẻ và một số bác phụ và phụ huynh là ngại, rất là ngại tham gia chương trình này. Tôi từng khuyên nhiều người mà không ai tham gia, nhưng mà với tôi thì không, tôi đã khuyến khích con gái như vậy. Nhân đây thì tôi cũng xin phép chương trình cho tôi, vợ chồng tôi gửi lời thăm đến anh bạn mà đã kết duyên, xa duyên cho vợ chồng tôi qua cái chuyện mai mối. Còn nói về cái bạn Hạ này thì là bạn thì là sống hướng nội, nhưng mà bạn thì có một chút thông minh, sống nhân hậu, trung thực, thẳng thắn, giống như bạn trai này là có cái gì thẳng thắn, nói ngay, nói liền, và thậm chí là nói không cần suy nghĩ, nói có gì nói đấy, là không để bụng, không để gì hết. Khuyết điểm của bạn thì bạn nhiều lắm. Nào là hậu đậu nè, tồ nè, nhõng nhẽo nè, rồi nói chung là cứng đầu, hung dữ. Đừng cưng quá đó, phải không? Đúng rồi. Rồi hơi ích kỷ, và đặc biệt là siêu ngủ muộn. Chuyên ngủ muộn chứ phải ngủ muộn. Không, thật ra là con đính chính là tại vì con bị học trái múi giỏ. Là ở bên đó là buổi sáng, là bên mình đã là buổi tối rồi. Có những hôm con thức tới 4-5 giờ sáng lận. Nên là cái chuyện mà ngủ là cái chuyện rất là bình thường. Tại nếu mà con không ngủ là con sẽ không lấy lại sức. Tại một ngày nhiều khi con chỉ ngủ có 5-6 tiếng hả. Thì cũng đúng là nhiều lúc con cũng mệt đó thì con dễ ngủ thiệt. Thì ba con hay nói là con mê ngủ, không có lo đi kiếm người yêu gì hết, không lo kiếm chồng gì hết gì cho ba. Nói chung là ba con cũng hố lắm rồi đó. Nhưng mà con nói là con chưa học xong, chưa đi làm gì hết mà chưa cứ mà, hố hoài. Dạ. Thôi mà. Ok, như vậy còn bạn trai này thì mình thấy tương tác cũng ok. Con mặt nhân hậu. Dạ, cảm ơn chú. Đẹp trai ngăn ngỡ với chú. Qua cùng tên với chú. Nhưng mà có một điều này nè, là chú hai đứa con ở nhà, hai đứa gái, chú hai đứa gái giống người Linh nè. Dạ vâng. Nói với là ba mẹ khùng nên đẻ ra hai đứa con khùng. Thành thử rằng là chú muốn hỏi con á, là sau khi hạ màn xuống á, con có dám về đội khùng của chú không? Xin hết, cảm ơn nhiều. Khùng của chú. Dám nhậu cùng chú không? Dạ. Khi mà con đã chấp nhận á, thì con sẽ theo đội của mình. Dạ. Rồi bên đó đi với ai con? Dạ, con đang đi với anh họ của con ạ, anh Khánh ạ. Đến với chương trình nãy giờ thì anh cũng có một cái nhận xét như thế này. Về ngoại hình và tính cách của bạn nữ này thì cũng rất là phù hợp với Tùng. Qua cái chương trình này thì anh cũng có một cái điều khuyên đối với em là nóng tính là tốt, nhưng cái điều là mình phải tinh tế và kìm lại một chút xíu là sẽ ok. Hay. Anh chỉ nói vậy thôi. Câu này hay nè. Anh thì rất mong hai em thành một đôi. Hai trẻ bắt đầu gặp mặt nha. Đây là không gian các bạn. Cái thoải mái trò chuyện nào. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Đứng lên đi con. Em chào anh. Chào em. Hôm nay thì anh có một cái đặc sản miền quê tặng cho em. Dạ em cảm ơn mời anh. Mời em thử. Bánh đậu xanh đó đúng không? Dạ đúng rồi bánh đậu xanh. Rồi cảm ơn anh. Tự nhiên anh đâu, không ai thấy đâu. Không, hôm nay em tới đây em cũng có một món quà muốn tặng anh. Tại vì năm nay em 23 tuổi cho nên là em xếp 23 con hạt giấy và trái tim do chính tay em làm để tặng cho anh, cộng thêm một cái ví bỏ túi. Em mong tất cả những điều may mắn sẽ tới với anh. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh có muốn mở ra xem thử không? Wow,
rất là đẹp nha mọi người. Đâu đâu, cầm một con lên đi, cầm một con lên. Mọi người trong đây em cũng có biết một thông điệp về cuộc sống. Đó, đẹp ghê á. Con nào cũng có thông điệp hết phải không con? Dạ đúng rồi, cả team đều có hết. Đọc luôn 23 con cho tới tối luôn. Không, mình chỉ đọc một con mở màn thôi à. Đọc đại 23 con nhưng mà em xin đọc con hạt giấy à. Dạ rồi, sự chia sẻ với tình yêu thương là điều quý giá nhất trên cuộc đời. Dạ, em trân trọng về điều này. Rồi, cảm ơn em rất là tối về đọc nha Tùng nha. Dạ rồi. Dạ. Nhân đây thì cũng xin em xin phép gửi tặng em Hạ một bài hát. Just can't say you don't even know how my life. This is war gone by. Don't care to see me cry. And here I am still holding on. You can't say my voice gone. No, no. Even though I try, I can't let go. Something in your eyes captured my soul. And every night on see you in my dream. Trời anh hát hay quá à. Giờ tới em. Dạ không, hát thì hay chưa tốt. Bài hát của em thì cũng hơi nhẹ nhàng á. Dạ hôm nay hát chưa em tốt. Hy vọng là anh sẽ thích bài này. Em muốn hát cho anh bài Take Me To Your Heart. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what the love is. Be my guide and star. It's season. Take me to your heart. Cảm ơn. Rất đẹp đôi đúng luôn hả ha. Con thôi bây giờ dạ. Các bạn về vị trí ngồi đi, chúng ta trò chuyện. Cảm nhận đầu tiên của anh với lại Hạ thì một cô gái rất là dễ thương. Yeah, giọng nói rất là dễ thương. Ví dụ như bây giờ em về Việt Nam rồi đó. Yeah. Thì mình đang ở trong thời điểm mà dịch Covid đó. Yeah. Thì nếu mà sau này thì hết dịch thì mình quay lại Canada mình làm hay là mình ở Việt Nam luôn? Dạ, yeah, em tính là qua đó làm xong rồi có thể nếu mà tiến xa hơn được nữa thì em tính định cư luôn. Vậy thì em hỏi anh là anh có ngại về vấn đề yêu xa không? Anh không ngại vấn đề yêu xa. Thời đại 4.0 này dạ. Rất là dễ dàng kết nối. Dạ. Nhưng mà em cần có sự yêu xa là có sự chung thủy với sự chân thành. Thì không biết là anh có đáp ứng được nhu cầu đó không? Anh đáp ứng được chứ. Tại vì mọi người biết là anh mình tuổi Tuất mà. Tuổi Tuất dạ. Thì rất là chân thành mà đúng không mọi người? Dạ, dạ. Gia đình em cũng muốn có gọi là có quan điểm là anh phải về làm rể không? Ba em là muốn rồi đó. Ba em là đang muốn bắt rễ lắm rồi đó. Tại vì em cũng là con đầu á. Cho nên là ba em muốn bắt rễ. Chứ lại về để có đồng minh. Tại vì nhà em hai gái lận. Cho nên là ba em đang là hoa khô trong nhà anh. Cho nên là muốn có rễ về để phụ giúp. Là cũng muốn bắt rễ luôn. Âm đang thịnh quá. Dương suy. Dạ. Hạ ơi, có nhiều con đường để em đi. Tại sao em lại chọn con đường đi vào trái tim anh? Anh Tùng ơi, trước tiên là em có ấn tượng với anh là tại anh cùng tên với ba em. Cho nên là hôm nay cũng là một cái duyên cho hai anh em mình gặp nhau. Cho nên là nếu mà được thì anh cho em với anh một câu hỏi nhé. Ok. Bởi cái tuổi trẻ nó thẳng thắn lắm, không có gì phải úp mở trơn trọi á. Detox không khí từ trong ra ngoài. Trẻ là vậy, hiện đại là vậy đó. Yeah. Nào, yêu là nói là yêu, thương nói thương. Đúng rồi. Không thích nói không có thích. Có rào trước đó sao. Hãy để tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Đồng điệu luôn. Chúc mừng hai em nha. Nào hãy nắm tay. Và xin phép hai bác cho tụi con bắt đầu hẹn hò chính thức với nhau. Thì con xin phép hai bác cho con phép hẹn hò với con gái của hai bác. Dạ con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con gái của hai bác. Rồi hai bác gật đầu rồi đó. Dạ. Xin hai bác luôn đi con, hôn nụ hôn đầu tiên á. Dạ con xin phép hôn nụ hôn đầu tiên. Rất nhẹ nhàng, rất là dễ thương.
sẽ cố gắng tìm hiểu nhau, chăm sóc mối tình này cho dù xa hay gần gì, quan trọng là yêu thương nhau là được. Dạ.